Nhà chơi nghề nghiệp. Ô, bốn bạn nhỏ đang mặc đồng phục của bốn nghề khác nhau. Em có muốn làm một y tá không? Khoan đã. Em mới hợp làm một nữ cảnh sát hơn. Được rồi, vậy thì em sẽ chọn nghề nào có nhà chơi xịn nhất ạ. Này, Lucy. Chà, nào chúng ta cùng xem nhà chơi của bạn nhỏ nào sẽ được Lucy chọn đây. Nhà chơi của Vando sẽ có gì đây ta? Lucy, nấu nướng có thể gây ra hỏa hoạn đấy. Em biết chưa? Ôi trời, thật là nguy hiểm. À, thì ra là bu phong muốn quảng cáo cho nghề cứu hỏa của mình. Là một lính cứu hỏa thật là vui quá đi ạ. Nhưng nghề này cũng nguy hiểm lắm đấy. Làm một y tá thì vừa an toàn vừa vui. Giỏi lắm. Thế em đã chọn được ai chưa? Anh ơi. Không, em phải làm cảnh sát. Tại sao các con lại cãi nhau thế này? Các con nên hòa thuận với nhau chứ. Vì chúng con chỉ muốn Lucy chọn nghề của mình thôi ạ. Em thích hết ạ. Em muốn thử tất cả mọi nghề. Lucy bị lạc. Xin chào. Này, đừng đi quá xa. Luôn đi bên cạnh người lớn, đặc biệt ở nơi đông người nhé. Vâng ạ. Em là một công chúa. Đợi anh chút. Ôi, Lucy chạy đi mà không nói với quốc vương một tiếng nào. Mẹ ơi, con không thấy Lucy đâu ạ. Ôi không, Lucy bị lạc mất rồi. Ôi, em tưởng anh là Gufu ạ.
Ôi trời, Lucy sẽ trở về thế nào bây giờ? Lucy! Sao vậy? Cháu bị lạc. Đừng lo, cô sẽ giúp cháu tìm mẹ. Bà sói, làm ơn đến quầy số 1 để nhận con. Nhưng ơi không, Lucy lại chạy đi một lần nữa. Ôi Lucy! Trời! Lucy, không được tự ý chạy đi khi ở nơi công cộng nhé. Máy băng truyền em bé. Chiếc máy băng truyền này trông thật kỳ lạ. Chiếc máy này có thể biến quả táo thành một chất liệu khác. Wow, thật là kỳ diệu quá đi. Sau, các con nhớ không được tự ý sử dụng đồ của người khác, nhớ chưa nào? Cháu xin lỗi ạ.